quán nha các bạn. Đây nha các bạn, đây là hai con cá rô phi và một con cá tầm nha các bạn. Con cá rô phi này một con nhỏ, một con nhỏ chắc cũng 2 kg, con lớn chắc 2 kg mấy. Cá tầm này mấy ký đi? 2 kg hả? Con này con cá tầm nha các bạn, 2 kg. Đây là làm con cá tầm nha các bạn. Nó nhớt rất là nhiều nha. Các bạn rửa phải cho kỹ, chà muối chà đồ cho nó nhiều vô. Đây là cái miệng cá tầm nha các bạn. Nó nhớt rất là nhiều cho nên là phải chà cho nó kỹ nha các bạn. Mình ngâm muối xong rồi mình trụng nước sôi ha các bạn. Rồi mình sẽ chà chanh cho nó đỡ nhớt nha. Giờ mình sẽ lột cái dãy nó ra nha các bạn. Hai con gà ướp muối ớt. Cái này thiếu lá chanh. Rất là đã luôn nha. Hai sắc cá ra. Này chứ ướp mới ớt nướng luôn quá. Ở đây nấu canh chua nhé. Tại bên mong mỏng của cái đầu nấu canh chua phải không? Làm tầm lòng ăn đâu cái đâu 3-4 kg mỗi cái đâu không á. Rồi bây giờ ướp nước không chắc nó ngon đây. Cái này thì sẽ nấu canh chua nha các bạn. Bỡ đó nè. Nè, cái tay mình bỡ cái đầu không đó. Dưới đây rồi nè. Con cá rất là to luôn nha các bạn. Con này tới 2,4 kg ha. Con này thì 2,1 kg gì đó. Con này nhỏ hơn một chút, con này to nè. Đang nướng nha các bạn. Đúng rồi, nó sôi nước rồi nó bung á. Kệ nó sao đó. Cầm lam này lâu chín lắm. Đây là ướp cá tầm, ướp muối ớt luôn nha các bạn. Rồi ướp muối ớt cho nó nhanh. Ướp hết nướng luôn. Cách mỏng quá, cả nó cách nó dai thì mỏng quá. Mỏng màu ăn. Nó màu ăn nên nó cày. À nó bể hả? Đối, cách đối. Đang tổ úp nha đó. Đây em dựng bẫy. Thank you.
rất là thơm luôn nha các bạn. Vàng rất là thơm luôn nha các bạn nha. Rất là thơm luôn. Đây nồi lẩu ha. Quá đã luôn. Bữa nay ăn no nghỉ nha các bạn. Quá trời mồi hết. Cái da nhìn chim xù, nhìn cái da nó, cái dãy nó nổi lên rất là đẹp nha. Đó. Đây hai đứa em nó đang chế cơm lam nha các bạn. Ok, rất là đẹp luôn, chín luôn nha các bạn. Nãy pha gì? Cái nếp. Nếp không? Cái nước gì? À, lá dứa. Cơm lam nấu với lá dứa nha các bạn nha. Rất là thơm luôn nha các bạn. Cá tầm thì mỡ nó nhiều lắm cho nên là chín nó chảy mỡ ra xuống dưới. Đây con gà này gần chín rồi nha các bạn. Rất là thơm luôn. À, tất cả các món giờ đã xong rồi nha các bạn. Giờ mình dọn lên mình dùng thôi. Đây là món lẩu nha. Đây là món cá tầm, cá rô phi, gà nướng, cá tầm luôn, lẩu nha các bạn. Rồi, để bên đó luôn. Đây. Đó. Cái này tí nữa là đem cái bị đem về nha các bạn, nó nhiều quá mà. À, quá trời luôn à. Đây cơm lam nha các bạn nha. Này chẻ ra rồi nha các bạn. Khó nhất là cái dĩa rau nè. Ui cha. Nhìn nhìn rau sống rất là ngon luôn. Yeah.
có thêm cá rô phi là đã. Đây cá tầm nha các bạn, lẩu này là cái đầu cá tầm nha. Hai chào cả nhà nha. Rồi mời cả nhà. Rồi vô. Vô. Rồi chúc mừng nha. 2 3 vô. Mời cả nhà nha các bạn. À. Mời cả nhà một miếng cá tầm nha. Quay nè. Cây cà lem nè. Cây cà lem không? Không, cây cà lem buồn cho nên được cái nhà. Hãy số về lên nhau với bộ lọc đây. Ở công ty có hai cái cà lem này là chiều lại xây xuống ngon ngon. Ơi đủ không chị? Cá tầm đó là các bạn ăn nguyên xương luôn nha các bạn, tại xương đó là xương sụn. Mời cả nhà nha. Miếng ngon ngon luôn đấy mà lên cái đó. Cà này chín ui chà. Mời cả nhà ăn miếng nha cả nhà. Cắm luôn cái nước mắm hơi mặn chút xíu nha. Cắm luôn nha cả nhà. Chấm chi dầu. Chi dầu. Con nó quấy á, nó ăn rồi nó quấy bóp nó ngon lắm. Không chỉ nó ăn nó ngon cơ. Quấy nó là ngon lắm mà. Nó từ gấp đùa đó nó ăn lên. Quá ngon. Đây là cái tầm đó nha các bạn. Đó. Bơ luôn các bạn ơi. Ngon lắm. Con cái này cái miếng. Đây. Con cái này ngon đó. Rồi. Đây. Đâu cái tầm này. Đây. Đó, cái này ngon đó. Cái này dày quá. Đây.
đưa cái đầu tằm này chấm nước mắm vô nè. Mình là lắm á, chứ còn hơn phải đá luôn. Đồ ngon đó. Cái bài quốc lên nha. Cái sừng sừng ra rất là ngon nhất á. Này phải cùng đâu á. Những cá rô phi nha các bạn. Uống đi rồi lớn. Các bạn là thấy thịt nó rất là ngon nha. Cái đầu này xương sụn nó rất là nhiều nha các bạn. Nói chung là cá tầm là xương sụn không. Nó phải mê tím chứ ngon lắm các bạn ơi. Rồi nó ăn một cơm chân ra lúc này chứ. Thế đó. Có những hướng cái hướng chậu á. Đeo phải khó mà. Múc ra đi chứ để nó nhão rồi. Đúng rồi. Múc ra chấm nó ăn nó ngon hơn. Đầu cá tầm nấu măng chua nha các bạn. Cô cá tầm các bạn, tầm này là tầm cái hay tầm bậy nha. Tầm lông nha chứ không phải là đi nữa thành tầm bậy luôn á. Y như cái tầm luôn á, ngon y như cái tầm á. Vậy nè. Đây, ví dụ đây. Đó, vậy đó. Từ nha, từ từ nha. Để cả cục luôn. Từ từ nha các bạn. Từ từ nha các bạn. Mất kẹn các bạn ơi. Đây, nè, kẹt á. Cái này là cái tầm đó nha các bạn nè. Rõ ràng ràng nè. Đó. Không nói dối miếng nào luôn nè. Mình ăn nha các bạn. Quá đã luôn. Đi vô ngủ. Đây là cái cọng rừng của nó nha các bạn. Nói chung là cái clip của mình tới đây xin tạm dừng nha. Nói chung là ăn uống là cũng no say hết rồi. Cả nhà xin hẹn gặp lại các bạn nha. Mình xin tạm dừng cái clip ở đây. Còn đồ dư tới nữa chắc bỏ bị đem về. Chứ nhiều quá, giờ còn quá đời luôn. Ăn không nổi luôn. Bạn nào mà có dịp lên Đam Mê thì cứ ghé quán đi nha các bạn. Quán cà phê Yến Vi. Bảy chín đó là cái bản Yến Vi, giờ đổi lên 79 rồi. Sát bên là cũng có lẩu bánh mì luôn nha các bạn. Các bạn thấy yêu thích Ruby Hi thì hãy nhấn đăng ký và like ủng hộ cho Ruby Hi nha. Bye. Rồi tạm biệt Đam Mê nha. Bye. Bye Hiếu nè. Đâu rồi? Bye. Bye. Rồi bây giờ mấy cậu cháu trên đường về nha các bạn. Rồi leo lên xe dột.